Ê, cứ mỗi lần bầm dĩ này bầm bầm tôm nha bà con, mua tôm về bầm tôm với hành, ok. Mua tôm tôm đã làm sẵn rồi của Ấn Độ, của India, bầm tôm ra trước rồi sẽ cắt ra thịt. Bây giờ thì tưởng mắm cá lóc còn có nguyên con hết rồi, giờ mắm cá lóc xay còn có lắm, cá xay chút xíu thôi thôi, tình phải chịu. Bây giờ không biết xuống dùng Việt Nam mua mất công quá. Hết mắm cá lóc rồi, Phương Mẫu sử dụng filet anchovy của Italian. Hồi trước mới qua Mỹ đó, không có cái món mắm cá lóc cá sặc được đâu, rồi 90 năm đầu rồi không có. Phương Mẫu mới dùng cái mắm anchovy này nè, anchovy này để mà làm pizza, của là làm Caesar salad của người Thái, của người Ý, Italian. They use it to make mắm, so I'm gonna do it now. Going back in time. Bỏ mấy cái lát cái mắm ăn xoài này lên trên. Rồi cho miếng thịt heo bằm vô nữa. Nó sẽ bằm vô trộn với tôm. Thường á, thường đổ làm bằng mắm lóc á thì lấy cái sauce của mấy cái lóc á đổ vô đây trộn như thế này. Rồi mới cắt cái mắm lóc từng lát bỏ vô, mà bây giờ không có, bây giờ dùng cái này thế, dùng mắm cá lóc xay trộn vô chung hết. Ok, bây giờ mắm cá lóc rồi. Thương mẫu sẽ bỏ mắm cá lóc vào vô để trộn dùng thế này, thấy gì sauce của mắm cá lóc rồi đổ cái paste vô. Giờ mới đổ cái thịt heo với cá này á, trải lên cái dĩ, trải lên cái dĩ này, cái dĩa chứ không sao, cái dĩ trải đều ra. Bây giờ cứ bỏ mấy cắt thịt ba loại ra, nó thịt ba chỉ á, 5 chỉ, 4 chỉ qua đây, ba chỉ đây. Cắt cái gì nhỏ nhỏ vậy á, để trên cái mâm cá với tôm. Rồi, thịt ba chỉ cứ mổ cắt lát cái nhỏ vậy nè bà con thấy không? Đó. Giờ để lên này, sắp nó lên cho nó đều ra. Nó dính dây chuyền cũng được, không sao, lát rồi mình ăn mình xé nó ra. Đó. Mình mới để tấm mâm cô lên trên, rồi mới để mắm ăn xoa lên trên nữa. Mới thay mắm lóc á, mắm sạc thì mình để mắm ăn xoa của Italian. Rồi. Nấm rơm này á, nấm tôm cô này á, Khương Mẫu mua nấm nhỏ nhất. Mua cái nấm nhỏ nhất, rẻ tiền nhất ha, mà lại ăn nó thấm, nó ngon hơn nhiều. Một chút cũng phải để đổ một chút giấm đỏ lên nữa, tại đây là món gọi là mắm hầm dĩ. Hầm dĩ là món của Tàu chứ không phải của Việt Nam, món của Quảng Đông, nhưng mà Việt Nam mình adapt thôi, tại vì chợ lớn, dân chợ lớn cho ăn. Hồi xưa thời Pháp thuộc á, ông ngoại Phương Mổ thường ăn với ông ngoại là ông Phán, ông Nguyện á, thì ăn với lại tụi Tàu các chú á, thì nó làm vậy đó. Đó, mà con thấy không? Đó, giờ để nó thịt tôm với lại heo bằm để phía dưới, trộn với mắm, để thịt ba rọi phía trên, xong rồi để nấm tôm cô lên trên, rồi mới để mắm lên trên nữa. Giờ rắc chút hành xanh lên, chút hành tây, hành salad, hành tím á, bằm á, bỏ vô đây chút cho nó thơm. Bây giờ phải cắt ngò, cái gì cắt gừng để lên nữa. Giờ cứ mổ mấy cắt gừng ra đây bà con, cắt gừng mấy để lát gừng, trải lát gừng ở trên cái dĩa hầm dĩ cho nó thơm mùi gừng. Thì Tàu, thì món Tàu thì món gì cũng có gừng hết, đại đa số Tàu nấu cái gì cũng có gừng hết, với gừng, với hành, với tỏi. Mình là gốc Tàu mà, dân mình dân Tàu, mình ghét Tàu lắm, nhưng mình đến mình toàn là gốc Tàu ra không, chứ có khác nhau gì đâu. Ok, bây giờ Khương Mẫu khui cái anchovy này ra, cái nước bây giờ mình sẽ đổ vô đây một phần nước dầu nữa, cho nó thấm. Bây giờ phải cắt lấy mấy cái slice của anchovy này, anchovy này ra bỏ vô. Đây, bây giờ cá anchovy mà con thấy lát nè, cá anchovy này ha.
giờ thay mình tưởng tượng đó là cá lóc, cái mắm cá lóc, giờ mình cứ lát cắt vài miếng để phía trên, rồi cái mổ cắt ra xong rồi ha, cắt từng lát lát, rồi bây giờ cái để vài miếng rải rác cái này, mình lúc mình ăn á mình chắp vài miếng cái mắm cá vô. Cái này là mắm cá của Italy, Italian. Cho những người ở Việt Nam không biết thì biết cái đây là anchovy, là một loại mắm của người Ý là lợi nè. Rồi mấy cái đảo Sicily rồi đó, nó ở Corsica rồi, nó ở gần với miền Nam của Italy á, nó cũng phơi cá mắm gì người người người, người Á Châu mình nè. Rồi thải gừng ở trên nữa, that's xong rồi đem chưng nó lên thôi, cái chưng cá này lên là ăn hết sảy. À còn cái quên nữa là bột, có bột tỏi, sực nướng một bột tỏi cho nó thơm. Rồi garlic powder, đổ mới garlic powder cho nó đường tanh. Rồi vậy là xong chuyện. Rồi rã miếng hành xanh lên nữa. Rồi để vô cái sừng chưng lên. Lúc chưng á thì nên đậy miếng ni lông lên để cho nó đừng có nước ở trong cái sừng á nó thấm, nó rớt xuống này lại thì nó làm cho cái miếng này ướt hết, tràn tràn ngập nước hết, là nó lạc bớt thì bớt ngon đi. Thành ra mình phải chưng, mình phải đậy cái miếng ni lông cho nó lại. Một điều quan trọng sếp nó quên là phải đổ miếng giấm đỏ lên trên này, rớt một miếng giấm đỏ lên. Giấm đỏ nha bà con, giấm đỏ nè, thì đổ chút xíu giấm đỏ vậy thôi. Nãy không biết có quay không, giờ phải quay lại, thì dòng không nhiều quá, đổ rác rác gì đó. Ok, giờ không dám xài hết, tại vì nãy có không biết có quay gì không, cứ làm lại cho bà con coi. Ok, giờ không ổn tìm cái chảo bự, cái chảo để làm món cơm Spanish á. À, để cái này, đây, hấp. Chừng nửa tiếng đồng hồ nữa chứ. Tao là một dĩa salad endive ha, không có khế, mua trái apple chua, mua chuối chát, cóc ngon ngon, xoài xoài ngon, ớt, ăn với lại mắm hầm vị hết sảy. Rồi cái mẫu cắt cóc ngon rồi ha, giờ tới slice apple, xanh á cho nó chua ăn nó mới ngon. Rồi trái chuối, chuối chát. Giờ cắt cái chuối plantain nè, chuối Việt Nam mình gọi chuối táo quả đấy, cắt ra để ăn sống với lại mắm. Rồi cắt chuối táo quả, xong rồi bà con. Giờ để chuối táo quả vô cái gì á, chung với lại tất cả mấy thứ rau. Mấy lát bỏ cắt rau, Huế, rau tía tô vô, rau tía tô ăn cũng ngon, nhưng mà ăn cái này rau kinh giới thì đúng hơn. Rồi à để miếng xoài sống vô nữa. Rồi xoài xong luôn rồi, dĩa rau thành thành tựu. À thêm miếng jalapeno pepper ta, quên nữa, jalapeno pepper này trồng ở nhà nha bà con, trái này ngộ không, đầu nó đầu nó đi phát ra canh. Rồi cắt jalapeno pepper xong rồi. Oh my gosh, nó cay quá. Spicy. Cái này tại vì để dưới nắng nhiều á, nó cay dễ sợ luôn. Rồi, xong chuyện. Ok, em tên. Dễ về số bao giờ xong rồi đấy. Mổ làm xong rồi, bây giờ ăn cơm trái nha. Cơm trái với lại bánh bằm dĩ, rau. Phi đang ăn cần hủ qua, xong rồi sẽ ăn mắm hầm gì, cứ mở ăn hủ qua xong rồi. Ok, ta sao vui nó ít, cái là món này bà con ăn cơm cháy là rất là ngon. Ok, over. Bà con ăn ngon tuyệt luôn, chết người được. Mắm hầm dĩ ăn chung với lại cơm ha, ăn miếng xoài sống ha, ăn miếng cóc ha, miếng cóc ha, miếng cóc
ớt, miếng rau à, kinh giới, rau kinh giới, rồi miếng chuối chát, ngon không hứng được, muốn apple, green apple sống nữa, ngon quá trời.